Enishi đã say masse. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về món tempura tại nhà hàng Enishi và cách chế biến tôm tempura như thế nào. Thì mời mọi người cùng theo dõi nhé. Để chuẩn bị cho món tôm tempura thì mình có nguyên liệu chính là tôm này, trứng gà, bột chiên tempura, muối, tiêu và rau củ ăn kèm.